Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Quay đều, quay đều, quay đều, quay đều, quay đều. Ủa trời, nhức đầu quá rồi. Ok và hello. Ủa, mấy bạn Thanh đóng tiêu rồi. Sau lưng. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Gì sao? Phong ơi, bà Mui đang bắt chước không? Mà nhìn vui vui lắm. Helicopter, helicopter. Ủa, Mui ơi, Mui bị gì em ơi? Trời ơi, ai Phong đâu, Phong ở đâu? Em sau lưng chị nè, trời ơi, chị bị cái gì vậy? Chị bị gì vậy trời? Chị bắt chước cho em á, đâu hỏi. Em đây nè, chị đừng có xoay nữa. Trời ơi, em nói chị nghe nè, chị xoay một hồi nha là chị lùn thêm 1 mét nữa bây giờ á. Trời ơi là trời. Có xoay nữa, trời ơi. Ok bạn ơi, và ngày hôm nay nè, mình đã mời Sammy cùng với Ca Mui vào trong đây để quay cùng với mình một video mới mọi người ạ. Và video ngày hôm nay các bạn có thấy cái điều gì đặc biệt không? Bạn biết điều gì đặc biệt không? Mấy bạn chắc chắn là không biết điều gì đặc biệt đâu, tại vì bây giờ mình nói thì mấy bạn mới biết nào. Đó chính là hiện tại trong đây á, trong video này á, là có một cái cặp đôi vô cùng là cơm tó, còn một cái người thì ới kinh niên. Thôi Mui ơi, Mui ơi đừng khóc, bóng tôi trên mặt xe bắt Mui đi. Mui ơi, Mui ơi đừng khóc, Mui đừng khóc, từ từ. Bình tĩnh Mui ơi, bình tĩnh nhau. Chị, em xin lỗi, bây giờ em nói chị nghe nè, chị phụ em quay video đi, em sẽ mua cho chị 10 cái bánh donut, được không? Rồi, rồi, ok, rồi, ra ngoài đây, trời ơi. Nói đến ăn cái là Ca Mui đồng ý liền các bạn ơi. Qua đây. Thì ok mấy bạn ơi, thì chắc các bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết ngày hôm nay mình sẽ làm video gì vậy đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục phá hủy làng Hello Team bằng những quả TNT mạnh nhất ở trong Minecraft. Đó. Trời ơi, chị không biết vậy trơn á, từ trước giờ em vô văn hóa mấy lần rồi, em ra đến tận mấy video phá hủy làng rồi mà chị không biết ạ. Vô văn hóa mà còn khoe, chị ơi thấy khôn chưa? Ủa cãi người ta, cãi người ta. Đừng bày đâu nhá. Trời ơi nè, đây à, em cho mọi người xem nè, bây giờ mọi người chỉ cần xem những quả TNT thôi là mọi người thấy thích liền nè. Đây, xin giới thiệu với các bạn. Ủa? Ủa đâu mất tiêu quả một quả TNT của tôi rồi? Trời ơi, ai lấy quả TNT của tôi? Đây, mình lấy lại cho các bạn rồi nè. Đây, xin giới thiệu bạn, ở đây mình có 3 quả TNT rất là đặc biệt luôn. Và ở bên cái máy này cũng có 3 quả TNT, bên này cũng có 3 quả TNT luôn nè các bạn ơi. Thì ngày hôm nay nè, bọn mình sẽ cùng nhau chọn coi ai sẽ chọn quả TNT nào. Ví dụ như bây giờ mình chọn 3 quả TNT này đi, thì nhiệm vụ của mình là sẽ phải đốt 3 quả TNT này để phá hủy làng. Và nếu như ai mà có thể có sức công phá mạnh nhất thì chắc chắn là người đó sẽ là người giành được chiến thắng. Đó, thì cái là cái luật chơi từ trước giờ rồi, nhưng mà chơi vậy sẽ rất là chán luôn bạn ơi. Cho nên ngày hôm nay nè, khi mà bọn mình đốt TNT, bọn mình sẽ phải đứng kế bên quả TNT để coi ai sẽ là người sống sót. Đó. Sao mà sống được đứng cạnh TNT thì chắc chắn là bánh xác rồi chứ làm sao mà sống. Bởi vậy nó mới khó. Trời ơi, trong đây nè, có những quả TNT là TNT may mắn và có những quả là TNT xui xẻo, hiểu không? Cho nên là mọi người phải biết chọn, hiểu không? Đó. Thì ở đây nè, nhưng mà random là sao mà chọn bà cha nổi? Thì đó, bởi vậy nó mới khó. Trời, cái bà này hỏi dùng cái trí khôn đó. Trời ơi, dùng cái não gì đây? Ở bên này á thì em phải chuẩn bị thêm một cái máy nữa. Và trong cái máy này nó có áo giáp nè, khiên nè, tơ nhện và lóc các kiểu để nó sẽ hỗ trợ cho mọi người gọi là trốn cái quả TNT. Ví dụ mọi người đốt quả TNT đi, sau đó mọi người sẽ đặt bà lóc cao lên để mọi người không bị nổ trúng. Đó, hiểu không? Hiểu không? Hay. Đó, bởi vậy cho nên á là cái trò này á nó vừa khó mà cũng vừa dễ nha các bạn nha. Để coi mình Sammy và Ca Mui ai sẽ là người giành được nhiều điểm nhất đây. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok, thì bây giờ tôi là đàn ông con trai trong đây á, là có mỗi mình tôi là con trai, cho nên á tôi sẽ là người xung phong đầu tiên thử thách cái này nha các bạn nha. Ok rồi, thì bây giờ mình sẽ chọn 3 quả TNT đầu tiên nè. Thì quả đầu tiên mình sẽ được quả gì đây? Trời ơi bạn ơi, vừa rồi là lỗi kỹ thuật nha. Trời ơi, mình bấm sao nó xém nổ các bạn ơi. Lại nè. Bây giờ là dại dột chứ không phải là lỗi kỹ thuật giờ đi à đấy. Người ta xui xẻo với bộ đây. Bây giờ em làm lại nè. Tiếp đó, quả tiên tây đầu tiên của em. Chị thích quả này cơ. Không, cái này
của em rồi, em lấy ok rồi, quả tiếp theo. Tiếp. Quả này rồi, nhìn ui, quả này nhìn có vẻ nguy hiểm nè nha. Quả này có lửa nè. Oh my god, rồi quả tiếp theo. Tiếp. Trời, quả rồi, nhìn nguy hiểm luôn nè. Rồi ok rồi, bây giờ tới lượt Sam đi. Sam đi, Sam đi. Mọi người đừng quên. Không biết rồi, nha, chúng ta phải có những cái quả nào mà càng an toàn á thì lúc đấy thì chúng ta tỷ lệ sống càng cao rồi. Đúng rồi. Quả nào nguy hiểm thì tạm biệt nha. Đúng rồi. Trời rồi bây giờ là tới lượt Sam á, Sam bấm đi. Em là thần may mắn này, em sẽ lấy ui những quả may mắn, thấy chưa? Quả này nhìn đơn giản nè. Thấy chưa? Cái quả này đơn giản mà chưa chắc nha. Trời ơi mấy con người này đừng có chùa em tôi. Đây để coi coi. Ủa cái gì vậy? Quả tiếp theo quả gì đây? Gì mà sao nhìn bảy sắc cầu vồng này. Đẹp 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 đẹp. Ok đẹp. Đây của Sam nè. Rồi tiếp đi nhanh đi. Trời ơi chậm chạp lời mời quá. Cầu cho cái cuối cùng coi. Rồi ui bờ lóc màu vàng. Ok. Cái cái robot á. Rồi tới lượt Camui á, nhanh Camui ơi, nhanh. Xong rồi. Sao sao vậy? Có 9 quả. Đúng không? À, thôi em chị lấy quả. Em 3 quả thì chị lấy luôn. Chứ quả thì có đó luôn này nữa không? Con có sự lựa chọn nào mà sao? Rồi ok rồi. Bây giờ thì bọn mình cũng đã lấy được những quả TNT của bọn mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu xem thử ai sẽ là người sống sót được trong những quả TNT mạnh nhất trong Minecraft nha bạn nha. Bây giờ bắt đầu nào. Let's go. Rồi ok, bây giờ thì Camu với lại là Sammy bay lên trên đi để coi em bắt đầu đốt quả TNT đầu tiên nè. Để Phong cận bờ đồ thế hiện quá. Em phải tìm cách sống sót thì em phải game mất không đúng không? Đúng rồi, phải game mất không chứ. Rồi, okay. Không game mất không thì làm sao mà bị quả TNT nổ được. Rồi ok, bây giờ em sẽ bấm đi, em coi em sẽ được chọn món gì để bảo vệ cho mình đây. Tiếp. Tơ nhện. Trời ơi, ăn quăng quá. Tại sao lại là tơ nhện? Trời ơi, ok, tôi sẽ lấy hết tơ nhện ra nè. Trời ơi, xui thiệt luôn á bạn. Xui xẻo thiệt luôn á. Rồi mọi người bay xa xa ra nè, không thôi tí nữa nó nổ cái nổ giết mọi người luôn á. Xa xa nè. Rồi, okay. Tôi quay cái nè. Hey. Quả TNT đầu tiên, mình nghĩ rằng mình sẽ chọn quả TNT nó có cái hình cái miệng thế này đi bạn. Ok. Đặt cái nè, sau đó. Nhấn nút. Ui, ui gì vậy? Ui. Nó hút em lại, nó hút em lại. Nó hút em lại, nó hút em lại nè. Ui ui ui. Ui. Nó hút em ra xong nó đẩy em nó đẩy em ra xa xong rồi lại. What the hell? Rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Sao chị có bị hút nè? Cái quả TNT đâu mà lạ vậy? Cái to nữa. Trời ơi, ơi. Nhưng mà khoan từ từ, hình như hồi nãy là em bị té chết rồi coi như. Trời ơi. Nổ kìa trời. What the hell? Không biết cái này là cái gì không? Tức là nó đến một cách thật là từ từ và chậm rãi và sau đó nó bùng một cái như kiểu bom nguyên tử luôn á. Đúng rồi. Trời mấy bạn ơi, cái quả bơm này nha là nó có một cái đặc điểm rất đặc biệt, chính là nó sẽ hút người bình thường trở lại, sau đó đẩy ra, nó hút lại xong đẩy ra cho người ta rơi xuống ta chết, sau đó nó bắt đầu mới nổ nha. Trời ơi. Nhưng mà xui quá à, mình bị té chết rồi cho nên là mình cũng bị trừ mất một điểm, mình không có điểm nào hết trơn á. Rồi ok. Không điểm. Em có thể thoát được nếu mà em có tơ nhện á, em đặt xuống là em mới thoát được mà. Nhưng mà lúc đó em phản ứng không kịp, chị hiểu không? Xui quá. Rồi ok, đến quả TNT tiếp theo nè. Trận này Phong được không điểm. Trời ơi là trời. Ôi, mấy bạn ơi, quả TNT vừa rồi nó hơi tròn nha bạn nha. Bây giờ mình đến với quả TNT tiếp theo nè. Sẽ là quả TNT lửa nha. Ok. Rồi trời bây giờ mình ơi. Sẽ bấm vào cái nút này. Vũ khí gì đây? Để coi mình được cái gì đây. Hey. Bét rốc, bét rốc. Ok, đã. Cái này bảo vệ an toàn được nè. Rồi ok. Chuẩn bị nha mọi người. Rồi tôi chỉnh game mất không nè. Rồi ok. Tôi hồi hộp quá ta. Với cái lửa này nha, thì tôi nghĩ rằng á là nó sẽ nổ và nó sẽ cháy lửa bên dưới, cho nên tôi sẽ đặt block leo lên cao để không bị dính lửa nha bạn. Ok. Tít. Thôi. Leo cao, leo cao. Leo cao. Ông ơi, ông sao tạm qua nhà đi không ơi. Ui. Không sao. Ủa mà sao nó lâu nổ vậy? Oh my god. Trời ơi. Wow, mấy bạn ơi nhìn nè. Nó nổ một cái thôi nó biến nguyên một cái làng chợ trở thành lửa luôn. Trời ơi. May quá. Trời ơi, nó biến thành lắp luôn này nè, biến thành cái lắp này luôn nè. Oh my god. May quá bạn ơi, vậy là mình leo lên kịp, coi như là mình đã được một điểm. Mình không bị mất mạng. Yeah, Phong được một điểm rồi nha. Phong được một điểm rồi nha. Ok, rồi đến với quả TNT tiếp theo nào. Yeah, vậy là mình đã được
được một điểm rồi bạn ơi, thì bạn Esther chàng giúp mình cái khuôn mặt của mình ở bên góc bên trái đi, ở cái bên góc bên trái, sau đó là cho mình cộng một điểm nha bạn nha. Ok, cộng một nè, rồi ok, rồi ẩn đi đó, cứ hiện lên xong ẩn đi nha. Ok, okay. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái quả TNT tiếp theo. Quả này á thì mình nhìn nó có vẻ khá là nguy hiểm mấy bạn ơi, mình không biết nó sẽ nổ như thế nào. Thấy không? Không không, nó khác biệt lắm nha. Người ta là TNT, nó là FIN kìa, thấy không? Ờ, tôi không biết nữa. Quả này chắc chắn sẽ khiến cho thế giới này trở thành ở trong tivi như trong tivi, em biết không? Tivi nhiều á. Ôi, em không biết nữa, nhưng mà để em xem thử coi. Ok, để coi mình sẽ được cái món gì để bảo vệ đây. Tít. Một cái quần. Oh my god. Trời ơi, một cái quần thì làm sao chống lại được quả TNT. Khổ quá à. Ok thôi không sao. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh thành game mod không nha các bạn nha. Game mod không nè. Rồi ok, mình sẽ đặt quả TNT ra, sau đó mình nhấn nút một cái rồi mình sẽ chạy ra bên đây. Chắc mình sẽ chạy qua bên đây, mình đứng ở bên đây nè các bạn. Đó, cho nó an toàn. Càng xa càng tốt. Rồi ok, để xem coi. Không đủ đâu, trái này sẽ rất là nguy hiểm đó. Chuẩn bị nè. Tít. Cái công phá bự lắm. Chạy 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 chạy. Ui. Ui. Wow. Wow 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 wow. Wow wow wow. 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 Đẹp quá vậy. Wow. Wow. Wow, đẹp quá. Pháo hoa đúng không? Đây là pháo hoa. Nhiều nha, lắc máy nha. Hơi nhiều nha. Tôi ui rồi sao? Sao các mua chị bị lắc rồi, mọi người có bị lắc rồi, không? Rồi em đứng luôn chị ơi. Ơi bây giờ nó mới ra tiếng đây nè. Bây giờ nó mới ra tiếng đây nè. Để tôi bị đứng kia các bạn ơi. Bây giờ nó mới xuất hiện tiếng đây nè. Camui và Sammy không hiểu chuyện gì xảy ra. Oh my god. Sammy với Camui bị đứng game mấy bạn ơi, nhưng mà máy mình nó tận 200 triệu lần sao đứng được. Trời. Ôi nhưng mà hình như là nó bắn pháo hoa ra xong bắt đầu nó mới rơi TNT xuống nha, nhưng mà mình vẫn né được mấy bạn ơi. Yeah. Vậy là mình vẫn sống. Đúng rồi, em vẫn còn sống. Yes. Vậy là mình được cộng thêm một điểm nữa là mình được 2 điểm. Tèn 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 tèn. Quá đỉnh. Rồi ok. Bây giờ em có thấy chị với Sam ở chỗ nào không? Ờ em thấy chị với Sam đang bay trên trời nhưng mà đứng im à. Ê đây là cái gì vậy? Rồi em ơi, làm gì vậy? Okay. Trời ơi, cái Phong ơi lên review cái làng đấy, không có cái làng nó không còn là cái làng đó Phong ơi. Đâu đâu, để tôi xem coi, tôi xem cái ngôi làng của mình sao rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao mà ngôi làng của mình bây giờ nó toàn là sắt cầu vồng không bạn ơi? Oh my god. Đại hột thấy ghê quá à. Nhìn giống mấy cái viên chân trâu ở trong trà sữa chân trâu á. Trời ơi. Oh my god. Phụt. Rồi ok. Bên này còn văng Phong ơi, bên này còn dưa chấn nè. Trời ơi. Bên nào? Bên này. Đây đây, bên trường. Ui, mấy cái block nó rơi xuống nè. Ui, nó vẫn còn block nó đang rơi xuống nè. Wow. Rồi ok bạn ơi. Vậy là TNT này của mình đó, nó chỉ hơi nguy hiểm thôi, nó chưa nguy hiểm lắm và nó cực kỳ đẹp luôn nha nha bạn nha. Cho nên mình sẽ xếp cái loại TNT này trong TNT may mắn nha bạn. Và mình đã được 2 điểm. Okay. Người tiếp theo sẽ chơi là ai đây? Biết sao không? Biết đâu đây lại là loại TNT mà đẹp nhất từ nay trong tất cả các loại TNT á. Ờ em không biết nữa, nhưng mà bây giờ tới lượt ai chơi đây? Giờ là em xong rồi, em được 2 môi, điểm rồi. Môi lượt ai? Ủa, em à. Ok em. Rồi ok tôi. Rồi Sammy sẽ là người chơi tiếp theo nha các bạn nha. Bắt đầu nào, let's go. Bây giờ đến tôi nè. Đây. Ok, tới lượt Sammy nè. Để coi Sammy sẽ làm gì đây. Rồi, ok Sammy. Trời ơi. Sammy được quét rock. Ok. Thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái TNT mà tụi tí đắt mắc nhất lúc này là TNT. Không phải không, nó tên vui lắm. Gọi là ngày tận thế may mắn. Trời ơi trời, cái tên nghe là khỏe không. Ngày tận thế có nghĩa là một là may mắn, hai nữa là ngày tận thế, tôi nghĩ là như vậy á. Ok, okay. À, giờ không phải đâu Phong, nó là ngày tận thế luôn á, chứ không có may mắn nào đây hết á. Rồi tôi chuẩn bị nha. Rồi chuẩn bị ra, mình sẽ bay xa ra để mình quay cho các bạn xem nha. Ok, tôi bay xa sẽ chạy. Chạy thôi. Chuẩn bị một. Ôi ôi, gì vậy? Sophie đang làm gì á? Lấp cái nhà cho tôi hả? Ui cái gì vậy? Em mới vừa thấy có một cái cục gì đó nó rơi xuống Mui ơi. Chị không thể thấy nhưng mà nó hết rồi. Ủa gì vậy? Ủa sao không có gì vậy? Ủa sao cái này nó rơi hết đồ ra nè. Ủa gì vậy? Ủa cái gì vậy mọi người, từ chuyện gì xảy ra em? Yeah.
một cái lỗ to đùng luôn nè. Chị đó, đây là tử thể. Lỗ kim cương nè mọi người, ở đây có kim cương nè, kim cương nè. May mắn con thị á, nghĩ sao vậy, tận thế là tận thế rồi đấy chưa. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy cái quả TNT này như thế nào chứ, mình thấy quả TNT này đáng sợ. Ủa mà nãy Sam có sống được vậy? Không được, nãy mọi người là không. Tự nhiên tự nè nha mọi người đó. Ủa cái tự nhiên tôi đào xin xuống dưới xong rồi tôi chìm nghiệm dưới luôn. Trời ơi biết vậy tôi khỏi tò mò cho rồi, tức ghê. Rồi ok bạn ơi, vậy là quả TNT này của Sam là quả TNT cực kỳ xui xẻo luôn nha, chứ phải xui xẻo nữa bạn ơi. Nó nổ kinh khủng luôn á, trời nó nổ bạn nhìn nè. Ui, cái này là phá không nát. Có bất kỳ cái món luôn gì ở trong đây có thể gọi là giúp cho Sam sống sót được hết á. Từ từ nhà tôi vẫn còn nha mọi người, nhà tôi chắc vẫn còn. Thấy chưa? Lần sau mà okay. Có tận thế mọi người vô nhà tôi nấp hiểu không? Nhà tôi rồi. Ok, vậy là coi như là Sammy chưa được điểm nào hết nha các bạn nha. Lê còn hai quả của Sam này, để coi Sammy sẽ đốt hai quả tiếp theo sẽ như thế nào đây. Trời hồi hộp bạn ơi. Hai quả còn lại nó còn khủng khiếp hơn cái quả này. Phong ơi, cái quả nhìn đúng mình tầm thường luôn mà nó nổ không hề tầm thường thế nào hết trơn, là sao vậy? Thôi nhưng mà Mui biết gì không? Em nói Mui nghe nè. Cái quả TNT đầu tiên á luôn là cái quả nhẹ nhàng nhất, hiểu không? Đúng rồi. Quả TNT đầu tiên luôn là quả nhẹ nhàng nhất, còn những quả thứ hai, thứ ba tạm biệt Sam nha, chúc mừng Sam. Lúc đầu nó nhẹ nhàng, lúc sau biết sao nữa. Trời ơi, nhẹ nhàng này thôi hả? Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả TNT tiếp theo của Sammy nào. Let's go. Trời ơi, tức quá trời tức. Sammy hơi bị xui xẻo luôn. Rồi ok, bây giờ đến với quả tiếp theo đi Sam. Để tôi xem qua cái gì đây. Trời ơi, cho cái nón bảo hiểm cho nó u đầu hay cái gì? Trời ơi. Tức quá. Sam kèo này thì chỉ có thể là tạm biệt Sam thôi, không còn gì nữa. Rồi rồi ok, quả TNT tiếp theo của Sam là quả gì đây? Tôi sẽ dùng quả TNT custom này, nhìn nó rất là nhiều màu như này là nó không hề nguy hiểm, hiểu không? Mình cứ cho nó nhiều màu đi. Đó. Rồi ok, mui bay xa cho an toàn mui ơi. Đỡ bị hư máy, Rồi bay cùng với mọi người với. Trời ơi, trời ơi, chuẩn bị nha. 1 2 3 4. Ôi, cái gì vậy? Từ từ bình tĩnh chị ơi, nó còn nhiều đồ lắm. Từ từ. À chị biết rồi, chị biết nó sẽ nổ ra cái gì rồi. Ở đấy là chúng ta sẽ thấy hình như là khoảng 8 cái loại bệ bia me đúng không? Thì nó sẽ là đây là một trong những loại bia me đó. Random đúng không? Oh yeah. Vậy là Sammy an toàn rồi đó. Trời ơi, may quá. Trời ơi. Mấy bạn ơi, quả TNT cùi bắp trời thiệt luôn á, nổ hoàn toàn khác không được gì hết trơn á trời. Ok. Phong biết gì không? Cái quả TNT lúc nãy á là cái nổ to đúng không? Còn cái này thì gần như là không nổ đi. Là cùng nhau khác biệt luôn á trời. May vậy quá. Là bây giờ Sam đã được cộng 1 điểm nha các bạn nha. Trời ơi tức quá, bây giờ đây. Mà Sammy mà sống thêm một quả nữa là Sammy sẽ bằng điểm mình sẽ không trở thành nhà vô địch được. Ôi. Ok rồi, đến với quả tiếp theo nào. Let's go. Bởi vì á là cái map này chưa bị nổ cho nên bây giờ mình sẽ cho Sam đốt luôn quả cuối cùng ở trong cái map này luôn nha các bạn nha. Rồi Sammy chọn đi. Đây Sammy map này, Sammy đây, sẽ được cái gì nè. Làm ơn cho tôi cái gì may mắn đi, đừng là cái trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, hết cái phụ với cái phương. Không cho chị ơi, dùng món thôi. Chị gian giờ thôi. Rồi ok, rồi Sam đó đi Sam. Cái bẫy này, này hơi ghê nha. Tự nhiên nó hai nguy hiểm đó nha. Tự nhiên có hai con mắt bay vậy, từ chuẩn bị nha. Ôi trời, ui, chú xuống lưng. Cái nào nó nổ ra laser không? Ui. Ui. Ủa. Nani. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ui gì vậy? Cái nó nổ nó có cái tiếng gì vậy? Rồi bởi thế, swap sơ hết. Cái gì vậy? Hình như là em thấy. Okay, ủa từ hình như hồi nãy mình thấy nó nổ là nó xuất hiện cái con người máy, sao đó con người máy nó nói gì á bạn ơi. Ủa gì vậy? Yeah, cái gì trời ơi, cậu gì trời thiệt luôn á. À le tao yeah. Trời ơi trời. Rồi ok thôi, mệt quá, mấy quả TNT của Sam chán quá, coi như Sam được thêm điểm, đây là Sam 2 điểm, mình 2 điểm ra hòa nha. Còn rồi, okay. Bà Mui, rồi Mui ơi, còn chị để cho em coi quả của ca Mui thế nào đây, chúng ta qua luôn quả của Mui luôn cho nó nhanh nè. Ok rồi vô đi Mui. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến lượt của ca Mui nha bạn nha. Rồi mời Mui chọn nha. Mui lựa vậy với Mui, một người may mắn Mui sẽ ra Bedrock. Ủa gì đây, cái gì Bedrock hả? Ồ cũng an toàn, cũng an toàn. Rồi ok rồi vô đi Mui, để coi quả đầu tiên của Mui như thế nào đây. Quả đầu tiên đó chính là bảy sắc cao vông. Ủa có khi nào nó nổ ra pháo hoa chứ không phải.
Em không biết nữa, nhưng mà em thấy nó đẹp á, đem bấm giùm cho. Nhiều những quả TNT khác nữa. Và nếu như bạn muốn mình sẽ đốt hết tất cả những quả TNT này ở trong gọi là những tập tiếp theo nữa, thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết. Và hãy để cho video này đạt được 10.000 like, thì mình sẽ quay tiếp cái thử thách đốt TNT phá hủy làng Hero Team này tiếp tục nha. Và khách mời tiếp theo thì mình nghĩ rằng là mình sẽ mời thêm Mr. Dịch vô đây cho Mui đỡ cô đơn nha. Ok. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. À mà khoan, mấy bạn thích quả TNT nào nhất thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Ủa, ca mô giỏi à? Ca mô giỏi à? Người ta may mắn. Người ta thắng nhưng mà người ta không có bồ. Bye bye mọi người nha, tạm biệt.